Rồi, xin chào các bác nha. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bác về con HS 2.0 Trophy, phiên bản cao nhất của HS tại Việt Nam. Bản này thì sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, đi kèm sẽ là hộp số liệp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Vừa rồi quay con này thì động cơ là 1.5 tăng áp, đi kèm là hộp số liệp kép 7 cấp và dẫn động 1 cầu là 1 cầu trước. Còn con này là dẫn động 2 cầu và hộp số liệp kép là 6 cấp nhé. Trophy, các bác tí nữa vô nội thất sẽ thấy nó khác rất nhiều. Bản này có mức giá niêm yết bây giờ là 999 triệu. Và các bác sẽ được khuyến mãi là giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm bảo hiểm vật chất 1 năm nhá, có đủ màu giao ngay cho các bác. Nhập từ Trung Quốc luôn và sản xuất 2020. Đây là một con crossover hạng C, mạnh nhất trong phân khúc, chạy đã nhất trong phân khúc, cam kết với các bác luôn. Các bác có thể chạy CS5, chạy luôn Outlander, chạy X-Trail, chạy Tucson Turbo 1.6, thậm chí là những con Peugeot cao hơn 200-300 triệu nữa, vẫn không thể nào so sánh với con này. Con này nó có một cái khung gầm rất tốt, rất vững ha, và cái động cơ nó lên rất nhanh. Các bác nên đến lấy thử, đại lý thì có xe lấy thử hết. Bên MG Gò Vấp thì hỗ trợ giao xe tận nơi này, rồi lái thử tận nơi. Các bác cứ alo đi thì có các bạn để mang xe đến cho các bác lái thử trải nghiệm. Thì trước giờ khách hàng trải nghiệm những con xe của MG thì hầu hết là đều khen về cảm giác lái, vận hành mọi thứ. Nhưng người ta lăng tăng là vì thương hiệu mới vô Việt Nam quá sớm và thương hiệu dính đến Trung Quốc. Chứ còn lại về vận hành thì không có chê được. Bây giờ tôi sẽ đi tổng quan với nha. 999 triệu được tặng 100% lệ phí trước bạ, tặng luôn bảo hiểm vật chất 1 năm. Lăn bánh Sài Gòn nó tầm khoảng 1 tỷ 30 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nó rẻ hơn, có nhiều màu cho các bác tham khảo. Động cơ con này là động cơ 2.0 lít tăng áp, công suất cực đại lên tới 225 mã lực, vô địch trong phân khúc. Moment xoắn là 360 Nm, quá mạnh. Lại đi kèm với hộp số liệp kép nữa thì chuyển số quá nhanh luôn. Lại là dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có 4 chế độ lái cho các bác. Có thêm chế độ Super Sport lên rất nhanh. Ai mà có cái máu thể thao á, hoặc là những người chơi mô tô thì lên chạy con này rất thích ha. Chạy nó chắc nụi à. Đèn pha LED hết nha, đèn LED ban ngày, cốt pha LED. Đèn có thể cân chỉnh góc chiếu được, đèn tự động, gạt mưa tự động. Dưới này thì đèn sương mù halogen và có một cái viền chrome bên ngoài rất đẹp. Lưới tản nhiệt cánh đồng sao. Tuấn mở dùng cái nắp capo con này luôn. Màu trắng rất đẹp ha, trắng này là trắng ngà này các bác. Khi mà ánh sáng mà nó rọi vô nó có ánh lên những cái màu kim tuyến nhìn cũng rất là đẹp. Ok, con này nó có hai cái ti đẩy nè, gạt cái lẫy lại lên, tâm cách âm cách nhiệt. Các bác sẽ thấy nè, nó có hai cái thanh này nè. Hai cái thanh này có cái tác dụng là nó sẽ giúp cái xe của mình ổn định tốt hơn khi vào cua, ổn định thân xe tốt hơn. Đấy, những cái xe mà hiệu năng cao hoặc những cái xe của Đức á, hay có cái thanh này nè. Các bác xem xe VinFast nó cũng có những cái thanh như này, con này cũng có. Con này động cơ 2.0 4 máy thẳng hàng. Tăng áp cuộn kép. Đấy, cho các bác xem sơ qua. Xe MG thì các bác nên đi lấy thử ha. Còn những ai mà đã bài trừ hàng Trung Quốc thì không cần phải xem, tại vì có nói gì cũng không có tác dụng. Còn ai mà thực dụng hoặc là muốn trải nghiệm những cái sản phẩm mà nó có cái chất gọi là chất chạy rất là ngon á, so với tầm tiền, thì các bác có thể nghiên cứu đến MG. Đặc biệt là những con HS này lái rất là hay. Rớt cái tấm này thôi kệ đi. Dài nha, con này nó sẽ dài hơn CS5, dài hơn cả Tucson, và thiết kế nó cứ tròn 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 vậy đó. Mâm 18, cái cụm phanh nó sơn màu đỏ nhìn như thể thao á. Tất cả phanh đĩa có cảm biến xuống lốp từng bánh, có chế độ là gọi là làm khô phanh đĩa, nó sẽ rà cái phanh các bác cho nó khô đi, và có chức năng là phanh góc cua luôn. Treo trước là treo MacPherson thôi, treo sau sẽ là liên kết đa điểm. Con này gầm là 17cm nhé. Tích hợp xi nhan trên gương, gương chỉnh điện gập điện có sấy này. Viền chân kính mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome, có nút bấm ở đây.
có thanh gia nóc nguyên zin hết. Con này có khả năng cách âm là tốt nhất trong phân khúc này nha các bác. Dưới 1 tỷ những cái xe gầm cao thì không có con nào cách âm tốt hơn con này đâu, cam kết với các bác. Trên 1 tỷ thì không nói, mà dưới 1 tỷ thì gần như là không có, xe mới nha. Trophy, đây là tên phiên bản cao nhất. Anten bay cá có sẵn, tiêu hao nhiên liệu. Thực tế thì nhiều người chạy thấp hơn cái mức này rất nhiều nha. Trên này có sấy hết nè, gặp mưa phía sau. Con này có bô kép nha, hai ống hai bên đây là bô thật, bốn cảm biến phía sau. Đây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cốp mở điện chống kẹt. Đây, có sẵn rèm da hành lý. Rèm này làm bằng da nha. Và này, có thể đóng xuống nè. Đó, ở đây đóng xuống được. Bánh sơ cua nằm dưới này. Sơ cua mâm sắt nha. Bây giờ vô nội thất cho các bác xem. Nội thất sẽ là da hai tông màu, đỏ pha với đen, da hết. Đây, các loa đều có cái viền viền kim loại nhìn rất là tươm tất. Có 8 loa nha. Các cái nút bấm đều có viền xung quanh bằng kim loại hết. Các cửa này đều lên, các cái kính đều lên xuống một chạm. Rất là thể thao ha. Bản 2.0 Trophy là toàn bộ nó chỉ có cái màu đỏ và một cái là một loại ghế như thế này thôi. Nó không có cái nội thất màu khác. Ai mà không thích nội thất này thì phải mua những phiên bản thấp hơn. 3 tựa đầu có thể nâng hạ, 3 dây đai 3 điểm. Có các cái móc khóa Isofix hết nè. Đây, ngã như này là ngã hết cỡ rồi đó các bác. Đây, những thứ rất là tinh tế ở đây. Đấy, đóng mở ra. Bệ đi tay làm khá là cầu kỳ, giống xe sang. Con này nó có cửa gió hàng ghế thứ hai, hai cổng USB, có cái chữ Healthy Air, là con này có chức năng là lọc bụi mịn 2.5 PM đó các bác. Ghế như ghế xe thể thao á. Ghế chỉnh điện hết nha. Các bác nhìn cái ghế này làm bằng da và da lộn. Trophy trên này y như trên các cái xe thể thao á, chất liệu da rất là xịn. Rồi bây giờ hơi ngược sáng tí nha các bác. 2021 sẽ hủy bỏ lễ khai mạc trong chiều tối nay vì sự an toàn của người dân. Rồi, các bác sẽ thấy đây là màn hình tablo bằng kỹ thuật số digital, nhìn rất đẹp ha. Nhìn như chơi game vậy đó. Cái bác chuyển giữa các chế độ á. Nè, tôi chuyển giữa các chế độ nó cũng sẽ đổi màu. Con này có 4 chế độ lái nha. Có chế độ Super Sport là bấm cái nút này nè, nó lên cực kỳ nhanh luôn. Đây là da này các bác, nhựa mềm, màn hình zin, 12 chấm mấy inch á, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto là có hết ha. Này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, gương chống chói tự động tràn viền. Đây bên này nó có cái tem Trophy, có mấy cái tem này nhìn hay ha. Toàn bộ là da hết đây các bác. Nội thất phủ bằng da không à, da rất nhiều. Vô lăng thì trợ lực điện, may bằng da hết, chỉ màu đỏ luôn, vát dưới này, phím chức năng cơ bản, có lại chuyển số hết nè các bác. Vô lăng trợ lực điện biến thiên, khi các bác chuyển giữa các chế độ thì độ nặng nhẹ vô lăng nó cũng sẽ khác, chạy tốc độ chậm, tốc độ nhanh, vô lăng nó điều khiển khác luôn. Tuy nhiên là vô lăng này có thể điều khiển gật gù và thò ra thục vô, điều chỉnh được 4 hướng nha.
Điều hòa hai vùng độc lập. Đây là cần số bọc da. Đấy, hộp số liệp kép 6 cấp nha. Phanh tay điện tử auto hold hỗ trợ xuống dốc, sẽ có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Mở cốp điện nè. Khóa vì xe trung tâm nè. Tại vì con này có hai cầu. Remote thì có 4 chế độ nè. Đây có các chế độ. Các chế độ lái con trên này nó khác nhau lắm đấy. Nhìn trên này các bác cũng thấy nè. Normal Sport. Đấy các bác có thể điều chỉnh một số thứ trên này luôn á. Eco, Normal Sport và Super Sport, 4 chế độ lái ha. Lọc bụi mịn 2.5 PM. Khu vực này làm bằng kim loại hết. Đây có cái chữ này là có lọc bụi mịn 2.5 PM ha. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đấy. Trần màu đen ha. Ai mà không thích mấy cái màu này á thì phải mua các bạn thấp hơn ha các bác. Các bác nên lái thử. Đối với dòng xe MG HS này các bác nên lái thử. Về công nghệ an toàn thì con này có nhiều lắm. Mấy cái món túi khí thì có 6 cái. Cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Rồi hệ thống traction control đó, kiểm soát độ bám đường cũng có. Rồi phanh góc cua, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Rồi cảnh báo chuyển làn. Tá lạ, nhiều lắm các bác. Con này nó nhiều công nghệ an toàn, nó nhiều hơn con 1.5 khá khá đấy. Đấy, tôi sẽ ra bên ngoài quay một vòng này cho các bác xem. Rồi các bác nếu quan tâm đến cái dòng xe này thì có thể alo theo cái số trên tiêu đề. Tôi sẽ chuyển sang cho các bạn bên AMG hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bác đã theo dõi.